Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 37. Gia-cốp ở tại xứ của cha mình đã kiều ngụ là xứ Ca-na-an. Đây là chuyện dòng dõi của Gia-cốp. Giô-sép tuổi 17, chăn chiên với các anh mình, người đi kết bạn cùng con của Bi-la và con của Sin-ba, hai vợ cha mình. Giô-sép thuật lại với cha các chuyện xấu của họ nói. Và Israel thương yêu Giô-sép hơn những con trai khác vì là con muộn mình, nên may cho chàng một cái áo dài có nhiều sắc. Các anh thấy cha thương Giô-sép hơn bọn mình, bèn sinh lòng ganh ghét, chẳng có thế lấy lời tử tế nói cùng chàng được. Giô-sép có nằm chiêm bao, thuật lại cho các anh mình nghe, họ càng thêm ganh ghét nữa. Người nói rằng: tôi có điềm chiêm bao, xin các anh hãy nghe tôi thuật. Chúng ta đang ở ngoài đồng bó lúa. Này, bó lúa tôi đứng dựng lên, còn bó lúa của các anh đều đến ở chung quanh sắp mình xuống trước bó lúa tôi. Các anh người bèn đáp rằng: vậy mày sẽ cai trị chúng ta sao? Mày sẽ hành quyền trên chúng ta sao? Họ càng ganh ghét hơn nữa vì điềm chiêm bao và lời nói của chàng. Giô-sép lại nằm chiêm bao nữa, thuật cùng các anh mình rằng: tôi còn có một điềm chiêm bao nữa. Này, mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao đều sắp mình xuống trước mặt tôi. Chàng thuật chiêm bao đó lại cho cha và các anh mình nghe. Nhưng cha chàng quở mà hỏi rằng: điềm chiêm bao của mày đó có nghĩa chi? Có phải tao, mẹ và các anh mày để phải đến sắp mình xuống đất trước mặt mày chăng? Các anh lấy làm ganh ghét chàng, còn cha lại ghi nhớ lấy điều đó. Các anh chàng đi chăn chiên của cha tại Si-chem. Israel nói cùng Giô-sép rằng: các anh con có chăn bầy chiên tại Si-chem chăng? Lại đây, đặng cha sai con đi đến chúng nó. Giô-sép đáp rằng: có con đây. Israel biểu rằng: con hãy đi xem thử các anh con ra sao và các bầy chiên thế nào, rồi đem tin về cho cha hay. Vậy từ trũng Hebron, người sai Giô-sép đi đến Si-chem. Có một người gặp chàng đi lạc trong đồng ruộng, liền hỏi và nói cùng chàng rằng: ngươi tìm chi? Đáp rằng: tôi tìm các anh tôi, xin hãy chỉ dùm tôi họ chăn bầy chiên nơi nào. Người nói: các anh ngươi ở đây đi rồi, vì tôi có nghe họ nói rằng: ta hãy đi đến Đô Ta In. Vậy Giô-sép đi tìm các anh mình, gặp được tại Đô Ta In. Các anh thấy chàng đi ở đằng xa chưa đến gần, thì đã lập mưu để giết chàng. Chúng bèn nói nhau rằng: kìa, thằng nằm mộng đến kia. Bây giờ nào, chúng ta hãy giết nó đi, quăng xuống một cái hố nước nào đó. Đoạn ta sẽ nói rằng nó đã bị thú rừng xé ăn, rồi sẽ xem các điềm chiêm bao của nó ra sao. Ruben nghe qua lời đó liền giải cứu chàng ra khỏi tay các anh mà rằng: chúng ta đừng giết chết nó. Lại tiếp: chúng ta chớ nên làm đổ máu ra. Hãy liệng nó trong cái hố nước nơi đồng vắng kia và đừng tra tay vào mình nó. Người nói vậy có ý muốn giải cứu chàng khỏi tay họ để trả chàng về cùng cha mình. Vừa khi Giô-sép đến gần các anh, họ bèn lột áo chàng là áo có nhiều sắc đang mặc trong mình, rồi bắt chàng đem quăng trong hố nước. Vả hố khô cạn, chẳng có nước. Đoạn họ ngồi lại ăn, nhướng mắt lên chợt thấy một đoàn dân Ít-ma-ên ở phía Ga-la-át đi đến. Trên lưng lạc đà, họ chở đầy thuốc thơm, nhũ hương và một dược đang đem đi đến xứ Ai-cập. Giu-đa bèn nói cùng các anh em rằng: giết em ta mà giấu máu nó có dùng cho ta được việc chi? Hè, hãy đem bán nó cho dân Ít-ma-ên và đừng tra tay vào mình nó, vì nó là em, là cốt nhục của chúng ta. Các anh em đều nghe theo lời người nói. Vả khi những lái buôn Ma-đi-an đi ngang qua, các anh kéo Giô-sép lên khỏi hố nước, rồi bán chàng giá 20 miếng bạc cho dân Ít-ma-ên đem qua xứ Ai-cập. Ru-bên trở lại hố, này Giô-sép đâu mất rồi, bèn xé áo mình trở lại nơi các em mình mà nói rằng: ôi, đứa trẻ đâu mất rồi, còn tôi sẽ đi đâu?
các anh giết một con dê đực, rồi lấy áo Joseph nhúng vào trong máu. Đoạn gửi cái áo nhiều sắc đó đem về cho cha mình và dặn nói rằng: đây là vật chúng tôi đã kiếm được, vậy xin hãy nhìn coi có phải áo của con trai cha chăng. Jacob nhìn và nói rằng: ấy là áo của con trai ta đó, một thú dữ đã xé cấu nó. Quả thật Joseph đã bị phân thây rồi. Người xé quần áo mình ra, lấy bao quấn ngang hông và để tang lâu ngày cho con trai mình. Hết thảy con trai, con gái hiệp lại an ủi người, nhưng không chịu, bèn nói rằng: ta để tang luôn xuống chốn âm phủ cùng con ta. Ấy đó, cha Joseph khóc than chàng như vậy. Các lái buôn Madian đem Joseph đến xứ Ai Cập, bán cho Phô-ti-pha, quan thị vệ của Pha-ra-ôn. Chương 38. Trong lúc đó, Giu-đa lìa xa các anh em mình, đến ở cùng một người Adulam tên là Hira. Tại đó, Giu-đa thấy con gái của một người Canaan tên là Su-a, bèn cưới làm vợ và ăn ở cùng nàng. Nàng thọ thai, sinh được một con trai, đặt tên là Ê-rơ. Nàng thọ thai nữa, sinh được một con trai, đặt tên là Ô-nan. Lại sinh thêm một con trai, đặt tên là Sê-la. Và lúc vợ sinh sản thì Giu-đa ngủ tại Kê-xíp. Giu-đa cưới cho Ê-rơ con trưởng nam một người vợ tên là Ta-ma. Nhưng Ê-rơ độc ác trước mặt Đức Giê-hô-va nên ngài giết người đi. Giu-đa bèn biểu Ô-nan rằng: con hãy lại gần vợ anh con, kết bạn cùng nàng như em chồng, đặng nối dòng dõi cho anh. Ô-nan biết rằng dòng dõi này sẽ chẳng thuộc về mình, nên đang khi đến cùng nàng thì làm rơi rớt xuống đất để đừng sinh dòng dõi cho anh. Nhưng điều người làm vậy không đẹp lòng Đức Giê-hô-va, nên ngài cũng giết người luôn đi. Đoạn, Giu-đa biểu Ta-ma dâu mình rằng: hãy về ở quá bên nhà cha con, cho đến chừng nào Sê-la con trai cha sẽ trở nên khôn lớn. Vì người nói rằng: chúng ta hãy coi chừng, e khi nó cũng chết như hai anh nó chăng. Ta-ma bèn đi về ở nhà cha mình. Ngày qua, tháng lại, con gái của Su-a, vợ Giu-đa qua đời. Khi đã nguôi lòng, thì Giu-đa đi cùng bạn là Hira người Adulam lên đến nơi mấy thợ hớt lông chiên mình tại Thim-na. Người ta cho nàng Ta-ma hay điều đó mà rằng: này, ông gia ngươi đi lên Thim-na đặng hớt lông chiên. Nàng bèn cởi áo quá bụa mình ra, lấy lúp che mặt và bao phủ mình lại, rồi ngồi trước cửa thành Enanim bên con đường đi về Thim-na. Làm vậy là vì nàng đã thấy Sê-la khôn lớn rồi, nhưng họ không gả mình cho chàng làm vợ. Giu-đa thấy nàng, cho là một kỵ nữ vì nàng che mặt, bèn lại gần mà nói rằng: hãy cho ta đến cùng nàng, vì có người không biết nàng là dâu mình. Nàng đáp rằng: người sẽ cho tôi món chi đặng đi đến cùng tôi? Đáp rằng: ta sẽ gửi cho nàng một con dê con của bầy ta. Nàng hỏi: người sẽ cho tôi một của chi làm tin, cho đến chừng nào sẽ gửi con dê? Đáp rằng: ta sẽ cho nàng của chi làm tin bây giờ. Nàng đáp: con dấu, dây và cây gậy của người đang cầm nơi tay. Người liền cho đi lại cùng nàng. Nàng thọ thai vì người vậy. Đoạn nàng đứng dậy mà đi, cởi lúp ra và mặc quần áo quá bụa lại. Giu-đa cậy bạn Adulam mình đem cho con dê con đặng chuộc mấy vật tin nơi tay người đàn bà này, nhưng tìm nàng chẳng thấy. Bạn bèn hỏi dân tại nơi nàng ở rằng: người kỵ nữ khi trước ở ngoài đường nơi cửa thành Enaim đâu rồi? Họ đáp rằng: ở đây chẳng có một kỵ nữ nào hết. Bạn bèn trở về Giu-đa mà rằng: tôi kiếm nàng không đặng, và dân nơi đó có nói ở đây chẳng có một kỵ nữ nào. Giu-đa rằng: này, tôi đã gửi dê con đến mà bạn tìm chẳng thấy nàng. Vậy để cho nàng giữ lấy của tin đó, chẳng nên gây điều nhơ nhuốc cho chúng ta. Cách chừng 3 tháng sau, người ta có học lại cùng Giu-đa rằng: Ta-ma, dâu ngươi, đã làm kỵ nữ, và vì nông nổi đó nàng đã hoang thai. Giu-đa đáp: hãy đem nó ra thiêu đi. Đang khi người ta đem nàng ra, thì nàng sai đến nói cùng ông gia rằng: xin cha hãy nhìn lại con dấu, dây và gậy này là của ai. Tôi thọ thai do nơi người mà có các vật này.
Giu-đa nhìn biết mấy món đó bèn nói rằng: nàng phải hơn ta, vì ta không đưa Sê-la con trai ta cho nàng. Đoạn người không ăn ở cùng nàng nữa. Đến kỳ sinh nở, nầy trong bụng nàng có thai đôi. Đang lúc sinh nở, một trong hai đứa đưa tay ra trước. Bà mụ bắt lấy tay, buộc một sợi chỉ điều và nói rằng: đứa này ra trước. Nhưng nó rút tay vào thì đây anh nó lại ra. Bà mụ nói rằng: mày tông rách giường này. Họ đặt tên là Phê-rết. Kế em nó ra sau là đứa nơi tay có sợi chỉ điều, và họ đặt tên là Sê-rách. Chương 39. Vả Giô-sép bị đem qua xứ Ai Cập thì Phô-ti-pha, người bản xứ, làm quan thị vệ của Pha-ra-ôn, mua chàng nơi tay dân Ít-ma-ên đã dẫn đến. Giô-sép ở trong nhà chủ mình là người Ai Cập, được Đức Giê-hô-va phù hộ nên thạnh lợi luôn. Chủ thấy Đức Giê-hô-va phù hộ chàng và xui cho mọi việc chi chàng lãnh làm nơi tay đều được thịnh vượng. Vậy, Giô-sép được ơn trước mặt chủ mình. Chủ cắt chàng hầu việc, đặt cai quản cửa nhà và phó của cải mình cho chàng hết. Từ khi người đặt Giô-sép cai quản cửa nhà cùng hết thảy của cải mình rồi, thì Đức Giê-hô-va vì Giô-sép ban phước cho nhà người. Sự ban phước của Đức Giê-hô-va bủa khắp mọi vật của người làm chủ, hoặc trong nhà hoặc ngoài đồng. Người giao hết của cải mình cho Giô-sép coi sóc, chẳng lo đến việc nào nữa, trừ ra các phần vật thực của mình ăn mà thôi. Vả Giô-sép hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi. Sau các việc này, vợ chủ đưa mắt cùng Giô-sép mà nói rằng: hãy lại nằm cùng ta. Chàng từ chối và đáp rằng: chủ đã giao nơi tay tôi mọi vật của người, và này, chủ chẳng lo biết đến việc chi trong nhà nữa. Trong nhà này chẳng ai lớn hơn tôi, và chủ cũng không cấm chi tôi, trừ ra một mình ngươi, vì là vợ của chủ tôi. Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Thường ngày người dỗ dành mặc dầu, thì Giô-sép chẳng khứng nghe lời dụ dỗ nằm cùng hay là ở cùng người chút nào. Một ngày kia, Giô-sép vào nhà đặng làm công việc, vả chẳng có người nhà nào ở đó, thì người bèn nắm áo chàng mà rằng: hãy nằm cùng ta. Nhưng chàng liền tuột áo để lại trong tay người mà chạy trốn ra ngoài. Khi người thấy áo còn lại nơi tay mình và chàng đã chạy trốn ra ngoài như vậy, bèn gọi người nhà mà nói rằng: bay coi, họ khéo đem vào nhà một thằng Hebrew để chọc ghẹo ta. Nó lại gần toan nằm cùng ta, nhưng ta la lớn lên. Vừa khi nó nghe ta cất tiếng la thì tuột áo lại bên ta, chạy trốn ra ngoài. Người bèn để áo của Giô-sép bên mình, đợi khi chủ về nhà, học lại cùng chủ y như lời trước rằng: thằng nô lệ Hebrew mà ông khéo đem về nhà đã đến gần đặng chọc ghẹo tôi. Nhưng khi tôi cất tiếng la lên, nó tuột áo lại bên tôi rồi chạy trốn ra ngoài. Vừa khi chủ của Giô-sép nghe lời vợ nói rằng: đó, kẻ nô lệ ông làm điều như vậy, thì nổi giận phừng phừng. Bèn bắt chàng đem bỏ vào tù, là nơi cầm các kẻ phạm tội của vua. Vậy chàng ở tù tại đó. Đức Giê-hô-va phù hộ Giô-sép và tỏ lòng nhân từ cùng chàng, làm cho được ơn trước mặt chủ ngục. Chủ ngục giao hết các kẻ tù trong tay Giô-sép, chẳng việc chi làm qua khỏi được chàng. Chủ ngục chẳng sót lại những việc đã ở nơi tay Giô-sép, vì có Đức Giê-hô-va phù hộ chàng, xui cho việc chi chàng làm cũng được thịnh vượng. Chương 24. Sau đó 5 ngày, có thầy cả thượng phẩm là Anania đến với vài người trưởng lão cùng một nhà diễn thuyết kia tên là Tertullu, trình đơn kiện Phao-lô trước mặt quan tổng đốc. Phao-lô bị đòi đến rồi, Tertullu khởi sự cáo người như vậy. Bẩm quan lớn Phê-líp, nhờ ơn quan mà chúng tôi được hưởng sự bình an trọn vẹn, và nhờ sự khôn ngoan của quan đổi được mọi tình tệ để giúp dân này. Lúc nào và nơi nào chúng tôi cũng rất cảm tạ biết ơn quan vậy. Nhưng muốn cho khỏi phiền quan lâu hơn, thì tôi xin quan lấy lòng khoan nhân mà nghe một vài lời chúng tôi nói đây. Vậy chúng tôi đã gặp người này như là đồ ôn dịch,
đã gây loạn trong hết thảy người Giu-đa trên cả thế giới. Nó làm đầu của phe người Nazareth, cũng đã toan làm ô uế đền thờ, nên chúng tôi đã bắt nó. Xin chính quan hãy tự tra hỏi hắn, thì sẽ biết được mọi việc chúng tôi đang kiện cáo. Đến phiên các người Giu-đa cũng hùa theo lời đó, quyết rằng thật có như vậy. Quan tổng đốc ra dấu biểu Phaolô nói đi, thì người thưa rằng: Tôi biết quan làm quan án trong nước này đã lâu năm, nên tôi dạn dĩ mà binh vực duyên cớ mình. Quan tra xét thì sẽ biết tôi vừa lên thành Jerusalem mà thờ lại chưa được 12 ngày nay. Người ta chẳng từng gặp tôi hoặc trong đền thờ, hoặc trong nhà hội, hoặc trong thành phố cãi lẫy cùng ai hay xui dân làm loạn bao giờ. Bây giờ họ cũng chẳng biết lấy chi mà làm chứng cớ về điều họ kiện tôi đó. Trước mặt quan tôi nhận rằng theo như đạo mà họ gọi là một phe đảng, tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tin mọi điều chép trong sách luật và các sách tiên tri, và tôi có sự trông cậy này nơi Đức Chúa Trời như chính họ cũng có vậy, tức là sẽ có sự sống lại của người công bình và không công bình. Cũng vì cớ ấy nên tôi vẫn gắng sức cho có lương tâm không trách móc trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt loài người. Và đã lâu năm nay tôi đi vắng, rồi mới về bố thí cho bổn quốc tôi và dân của lễ. Đang khi ấy, có mấy người Giu-đa quê ở cõi A-si kia gặp tôi ở trong đền thờ, được tin sạch chứ chẳng có dân đông hay rối loạn chi. Nếu họ có điều gì kiện tôi, thì có lẽ đến hầu trước mặt quan mà cáo đi. Hay là các người ở đây phải nói cho biết đã thấy tôi có sự gì đáng tội lúc tôi đứng tại tòa công luận, hoặc có thì cũng chỉ trách câu tôi nói giữa họ rằng ấy vì sự sống lại của kẻ chết mà hôm nay tôi bị xử đoán trước mặt các ông. Phê-líp vẫn biết rõ ràng về đạo người nói đó, nên giảng việc kiện ra mà rằng: Khi nào quan quản cơ Lysia xuống, ta sẽ xét việc này. Đoạn, người truyền cho thầy đội giữ Phao-lô, nhưng phải cho người hơi được thông thả. Có kẻ nào thuộc về người đến hầu việc người thì đừng cấm. Qua mấy ngày sau, Phê-líp với vợ mình là Đơ-ru-si người Giu-đa đến, rồi sai gọi Phao-lô và nghe người nói về đức tin trong Đức Chúa Giê-su Christ. Nhưng khi Phao-lô nói về sự công bình, sự tiết độ và sự phán xét ngày sau, thì Phê-líp run sợ, nói rằng: Bây giờ ngươi hãy lui, đợi khi nào ta rảnh sẽ gọi lại. Phê-líp cũng trông Phao-lô lót bạc cho mình, nên năng đòi người đến và nói chuyện cùng người. Khỏi 2 năm, bốt tiêu Phê-tu đến thay Phê-líp. Bởi cớ Phê-líp muốn làm cho dân Giu-đa bằng lòng, bèn cứ giam Phao-lô nơi ngục. Sách Công vụ các sứ đồ, chương 25. Phê-tu đã đến tỉnh mình được 3 ngày rồi, thì ở thành Cesare đi lên thành Jerusalem. Tại đó có các thầy tế lễ cả và các người sang trọng trong dân Giu-đa đội đơn kiện Phao-lô trước mặt người. Vì có ý nghịch thì cố nài xin quan làm ơn đòi Phao-lô trở về thành Jerusalem. Họ đặt âm mưu đặng giết người dọc đường. Nhưng Phê-tu trả lời rằng Phao-lô bị giam tại thành Cesare và chính mình người sẽ kiếp trở về thành đó. Lại nói rằng những người tôn trưởng trong các ngươi hãy xuống với ta, nếu người ấy có phạm tội gì thì hãy cứ kiện. Phê-tu ở cùng họ vừa 8 hay là 10 ngày mà thôi, đoạn trở xuống thành Cesare. Sáng ngày sau, người ngồi nơi tòa án và truyền dẫn Phao-lô đến. Phao-lô mới đến thì có các người Giu-đa ở thành Jerusalem xuống vây bọc người, lấy nhiều cớ nặng mà thưa, nhưng chẳng tìm được chứng. Còn Phao-lô nói đặng binh vực mình rằng: Tôi chẳng từng làm điều dữ chi, hoặc nghịch cùng luật pháp người Giu-đa, hoặc nghịch cùng đền thờ, hay là nghịch cùng Cesare. Nhưng Phê-tu muốn cho đẹp lòng những Giu-đa thì trả lời rằng: Ngươi có muốn lên thành Jerusalem chịu xử tại đó về những việc này trước mặt ta chăng? Phao-lô bèn thưa rằng: Tôi ứng hầu trước mặt tòa án Cesare, ấy là nơi tôi phải chịu xử. Tôi chẳng có lỗi chi với người Giu-đa, như chính mình quan biết rõ ràng. Ví bằng tôi có tội hay là phạm điều gì đáng chết thì tôi chẳng từ chối chết đâu. Trái lại, nếu trong đơn từ họ kiện tôi không có cớ gì hết thì chẳng ai được nộp tôi cho họ. Tôi kêu nài sự đó đến Cesare. Kế đó Phê-tu bàn tán với công hội mình, bèn trả lời rằng:
ngươi đã kêu nài Caesar, chắc sẽ đến nơi Caesar. Cách đó mấy ngày, vua Agrippa với Berenice đến thành Caesare đặng chào Phêtu. Vì hai người ở lại đó mấy ngày, nên Phêtu đem vụ Phaolô trình với vua rằng: đây có một tin tù mà Felix đã để lại. Lúc tôi ở thành Jerusalem, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão dân Juda đến kiện người và xin tôi làm án người đi. Tôi đáp lại rằng, người Roma chẳng có lệ giải nộp một người nào mà bên bị cáo chưa đối nại với bên tiên cáo và người đó chưa có cách thế để chống cãi lời kiện cáo mình. Họ bèn đến đây, thì vừa ngày sau, tôi ra ngồi nơi tòa án, không trễ nải mà truyền dẫn người ấy đến. Các người tiên cáo đều đã có mặt, song không kiện nó về một tội gì như tôi đã đè chừng. Chỉ cáo nó về đạo riêng của họ và một tên Giê-xu đã chết kia mà Phao-lô quyết rằng còn sống. Trong sự cãi lẫy đó, tôi không biết theo bên nào, nên hỏi Phao-lô muốn đi đến thành Giê-ru-sa-lem để chịu xử mọi điều ấy tại nơi đó chăng. Nhưng nó đã kêu nài để việc kiện mình lại cho hoàng đế phân xử. Vậy tôi đã truyền giam nó trong ngục đợi tới khi tôi giải cho Caesar. Agrippa bèn nói với Phêtu rằng: ta cũng muốn nghe người ấy. Phêtu tâu rằng: đến mai vua sẽ nghe. Vậy qua bữa sau, vua Agrippa với Berenice đến cách long trọng vào phòng xử kiện với quan quản cơ và các người tôn trưởng trong thành. Phêtu bèn truyền lệnh điệu Phao-lô đến. Đoạn Phêtu rằng: tâu vua Agrippa và hết thảy các ông có mặt tại đây, các ông đều thấy người này. Vì cớ nó nên thay thảy dân chúng Giu-đa đến nài xin ơn tôi tại thành Giê-ru-sa-lem và tại đây cũng vậy, mà kêu lên rằng chẳng khá để cho nó sống nữa. Phần tôi, đã xét nó chẳng có làm điều gì đáng tội chết, và vì chính nó cũng đã kêu nài việc đó đến Caesar, nên tôi định giải nộp cho Caesar. Nhưng vì tôi không có điều chi quả quyết để làm sớ tâu hoàng đế về việc nó, nên đòi nó đến trước mặt các ông, nhất là trước mặt vua là Agrippa, đặng khi tra hỏi rồi tôi có điều để viết sớ. Và tôi nghĩ rằng giải một tên phạm mà chẳng nói rõ điều người ta kiện nó thì là trái lẽ lắm. Thi thiên 146. Hallelujah! Hỡi linh hồn ta hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hễ tôi còn sống chừng nào, tôi sẽ hát sướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy. Chớ nhờ cậy nơi các vua chúa, cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp trợ. Hơi thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi đất mình. Trong chánh ngày đó, các mưu mô nó liền mất đi. Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình, để lòng trông cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Ngài là đấng dựng nên trời đất, biển và mọi vật ở trong đó. Ngài giữ lòng thành thực đời đời, đoán xét công bình cho kẻ bị hà hiếp và ban bánh cho người đói. Đức Giê-hô-va giải phóng người bị tù, Đức Giê-hô-va mở mắt cho người đuôi, Đức Giê-hô-va sửa ngay lại những kẻ cong khom, Đức Giê-hô-va yêu mến người công bình, Đức Giê-hô-va bảo hộ khách lạ, nâng đỡ kẻ mồ côi và người quá bủa, nhưng Ngài làm cong quẹo con đường kẻ ác. Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời. Ở Si-ôn, Đức Chúa Trời ngươi làm vua đến muôn đời. Hallelujah! Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này,
bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.